What's up? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bé Anima-chan và lại là mình, Ngẩn Nấp đây. Bạn đã bao giờ nghe đến chuyện một bộ anime bị lên án chỉ vì cái biển số xe chưa? Hay bạn đã biết rằng Isekai đã bị cấm ở một quốc gia thân thiện nào đó chỉ vì nó đi ngược lại với chủ nghĩa Mark Lenin không? Không á, thế thì nhất định bạn không thể bỏ qua những lần anime bị dính phốt vì những lý do nhảm nhí mà mình sắp kể sau đây rồi. Còn giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau vào video nhé. Nếu xem anime mùa xuân 2022 thì chắc hẳn bạn không lấy gì làm lạ với những cái như thế này. Hoặc thế này. Sai! Tuyệt vời! Em trai Quang nhá! 10 giây! Nhạc hay đấy, nhảy đẹp đấy. Nhưng bạn có nhận ra điều gì không? Đúng vậy, người đàn ông đang sexy theo đội nhạc chất kia là Gia Cát Khổng Minh tiên sinh đấy. Một anh hùng hào kiệt nổi danh thiên hạ trong tác phẩm Tam Quốc Chí bỗng chốc lại được Nhật Bản đại hiệp chúng ta hô biến thành dân chơi hệ cháo quẩy thì đúng là không ổn cho lắm nhở. Theo dõi đến đây thôi thì ai cũng chắc mẩm rằng vụ này kiểu gì cũng gần giống với cái Hai Bà Trưng của Fate thôi đúng không? Nhưng các bạn mình ơi, các bạn đã quá là ngây thơ rồi, bởi lẽ chính các pháp sư Trung Hoa còn tỏ ra thích thú trước hình ảnh đệ nhất quân sư đi quẩy cơ mà. Bằng chứng là gần đây trên Bilibili đã xuất hiện video ghép nhân vật Gia Cát Lượng của Đường Quốc Cường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 nhảy theo điệu nhạc Chi Chi Bang Bang. Thích thú là vậy, thế làm sao, nguyên do gì mà anh bạn lớn của chúng ta đang từ vui vẻ tiếp nhận lại quay ngoắt 180 độ sang thành lên án thù địch vậy? À thì bạn nghe cho kỹ nhá, tất cả là tại một cái biển số xe, chứ không phải là do ông Khổng Minh quẩy hay là Gia Cát múa đâu. Hồng bé ơi! Để giải thích rõ hơn về chuyện này thì chúng ta phải quay về tập phim thứ 3 của Khổng Minh Thích Tiệc Tùng. Ở đây thì có một phân đoạn nữ chính Eco đang luyện thanh nhạc trước một cái xe tải. Nhìn thoáng qua thì không có gì là bất thường cả, tuy nhiên bằng con mắt của bộ tộc chim săn mồi thì điều bất thường bỗng chốc hiện ra rõ mồn một, đó chính là biển số xe 47291. Bạn không hiểu nó có liên quan gì đến chuyện Yaboy Khổng Minh á? Yên tâm, sau đây mình sẽ có một màn phổ cập kiến thức mê tín dị đoan cho bạn. Như các bạn đã biết thì mỗi con số đều có một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như số 4 trong văn hóa Việt đọc là tứ, trạch đi thành tử, nghĩa là chết. Hoặc với số 8 là bát, được đọc trạch thành phát, mang hàm ý phát đạt. Tương tự thì ở Trung Quốc và Nhật họ cũng có cách đọc trạch số để ra ý nghĩa của nó, giống hệt Việt Nam mình vậy. Với lý thuyết đó, khi chiếu vào hàng chữ 47291, ta sẽ có một kết quả vô cùng bất ngờ. Trong tiếng Nhật, 47291 là Shinananikyuichi, được đọc trạch đi thành Shinanukui, có nghĩa là tôi ghét Trung Quốc. Tóm lại thì có thể nói rằng, theo mê tín học thì hàng số trong Khổng Minh mang một ý nghĩa không hề tốt đẹp cho lắm trong mắt các pháp sư Trung Hoa, hoặc nói đúng hơn là đang sỉ nhục họ. Và kết thúc học phần mê tín dị đoan tại đây, giờ chúng ta hãy quay về drama bốc mùi kia nhé. Ngay sau khi mà hàng số bị soi mói kia được giải mã và tung lên mạng xã hội thì có rất nhiều người Trung Quốc đã lên án Studio PA Works, đơn vị chuyển thể Khổng Minh Thích Tiệc Tùng. Thậm chí họ còn cho rằng đây là hành vi cố ý xúc phạm, bởi lẽ phân cảnh tương tự của manga không hề có cái biển số xe nào hết cả. 47291 chỉ được nhà sản xuất anime cố tình nhét vào để xúc phạm người Trung Quốc mà thôi. Đáp trả lại sự lên án có phần hơi vô căn cứ thì PA Works vẫn không hề lên tiếng xin lỗi hay cho gỡ đoạn phim đó xuống. Chấp nhận xin lỗi mình mới thấy lạ đấy. Người hâm mộ Nhật Bản cũng phản bác rằng làm gì có thông điệp căm thù nào ở đây bạn ơi. Nó đang đề cập đến câu chuyện xảy ra vào năm ngoái tại Nhật. Một công ty đã phải thu hồi 47.291 chiếc xe vì một sự cố sản xuất. Điều này thì càng làm những anh bạn phương Bắc của chúng ta nóng máu hơn bao giờ hết. Hy vọng PA Works sẽ sớm lên tiếng để vụ việc này không đi quá xa và quá xàm. Có vẻ như là mùa xuân 2022 không phải là một mùa anime sóng yên biển lặng thì phải. Ngay sau cú phốt có phần hơi khó hiểu của Khổng Minh Thích Tiệc Tùng thì Spy X Family, bom tấn của mùa cũng có drama hạn hán lời. Điển hình như trong tập 2, chúng ta được giới thiệu nhân vật Joe Brya. Cô ấy là một nhân viên làm tại hội đồng thành phố, vỏ bọc hoàn hảo cho công việc thực sự là một nữ sát thủ. Tình trạng độc thân khi đã 27 tuổi khiến Joe gặp nhiều rắc rối, nhưng sau đó cô ấy tình cờ gặp Lloyd và họ quyết định hợp tác cùng nhau vì lợi ích đôi bên. Mặc dù người hâm mộ rất hào hứng với sự xuất hiện của nhân vật Joe, nhưng một số miêu tả dường như đã gây chú ý và phật lòng với một số người xem. Đầu tiên, phải kể đến cảnh Joe bị đồng nghiệp chế giễu rằng những người phụ nữ độc thân khơi dậy sự nghi ngờ trong xã hội về việc là gián điệp từ các quốc gia đối địch, thậm chí Joe còn bị đồng nghiệp của mình mỉa mai vì điều đó. Nghe qua thì có vẻ chỉ là một trò đùa hết sức bình thường, tuy nhiên nếu nó bình thường thật thì đã không bị cho vào video 101 phút của bọn mình rồi. Và ngay sau khi đoạn phim này xuất hiện, rất nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng phụ nữ độc thân nhiều tuổi đến từ tác giả và cả nhà sản xuất. Một số khán giả đã trực tiếp lên tiếng bày tỏ sự bất bình của mình đối với phân đoạn này. Độc thân ở tuổi 27 có khiến bạn trông xấu xí trong xã hội không? Tôi không biết phải nghĩ như thế nào về ý kiến đó.
Tôi nghe nói rằng một phụ nữ độc thân khoảng 30 tuổi đã bị đồng nghiệp của mình nghi ngờ là gián điệp vì vẫn chưa kết hôn. Điều này thật ngớ ngẩn. Tôi năm nay 27 tuổi và tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi vẫn thấy ổn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi đấy, người ta làm phim chứ không phải nhà xã hội học đâu mà các chị, các cô cứ lên án suốt, khổ thân nhà sản xuất ra. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cú phốt có phần hơi nữ quyền này? Hãy chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé. Cũng là về vấn đề nữ quyền, nhưng vụ việc này không xảy ra ở nước ngoài mà xuất hiện ngay tại Nhật Bản luôn. Chuyện chẳng là Getsujobi no Tawawa, bộ manga về các nhân vật nữ có vòng một khổng lồ chuyên tạo động lực cho nam chính bắt đầu một tuần làm việc mới, đã có một bài quảng cáo với hình ảnh Ai-chan, nữ chính, đang thắt cà vạt. Bên phải cô bé là dòng chữ chúc bạn một tuần tuyệt vời. Mục tiêu của quảng cáo này là để đánh bay sự lo lắng của các ứng viên xin việc và tạo cảm xúc tốt hơn cho họ trước khi phỏng vấn. Tuy nhiên thì qua con mắt của Ủy ban Phụ nữ Liên Hợp Quốc thì đây lại là hành vi tình dục hóa phụ nữ. Theo UN Women, Ủy ban Phụ nữ Liên Hợp Quốc thì quảng cáo Getsujobi no Tawawa quá là xúc phạm và xem thường phụ nữ. Sự phản đối của tổ chức này được nhiều người so sánh với sự kiện các nhà hoạt động nữ quyền tại Nhật Bản lên án series Love Live Sunshine và anime Uzaki-chan. Giờ hủ nữ và nữ quyền cực đoan chắc sắp đứng đầu chuỗi thức ăn rồi đấy. Nhìn chung, những tổ chức nữ quyền đang khá là nhạy cảm khi cảm thấy những nhà sản xuất anime, tạp chí manga đang khiêu dâm hóa hình ảnh nữ sinh. Theo đó, giám đốc chi nhánh Nhật Bản của Ủy ban Phụ nữ Liên Hợp Quốc Kae Ishikawa chỉ ra rằng việc xuất bản một quảng cáo sử dụng hình ảnh nữ sinh để làm động lực thúc đẩy nam giới thông qua hấp dẫn tình dục là một nguy cơ thúc đẩy cho các định kiến có hại cho phụ nữ về lâu dài. Bức thư phản đối của UN Women nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng toàn thế giới. Tuy nhiên, thì thay vì được ủng hộ, đa số mọi người đều nhận xét rằng Ủy ban Phụ nữ Liên Hợp Quốc đang quá là nhạy cảm và để định kiến của họ về manga, anime Nhật chi phối cách nhìn nhận vấn đề. Để chứng minh UN Women có đang lo bỏ trắng răng hay không, một người dùng Twitter tên là Onchan Nobit thậm chí đã liên hệ với công ty nghiên cứu để khảo sát 100 phụ nữ từ độ tuổi thanh thiếu niên đến ngoài 20 xem ý kiến của họ về quảng cáo Getsujobi no Tawawa. Tuy tập mẫu không thật sự lớn, nhưng kết quả cho thấy đến hơn 80% người tham gia khảo sát đều thấy điều đấy bình thường mà. Hai chữ bình thường đó như cú vả vào mặt ban lãnh đạo UN Women vậy. Từ hành động bảo vệ nữ quyền, giờ đây lá thư lên án Getsujobi no Tawawa đã trở thành chuyện bé xé ra to. Nhiều người thậm chí còn trao cho tổ chức này biệt danh chúa hề trước hành động thái quá của mình. Hiện tại, vấn đề liên quan đến quảng cáo Getsujobi no Tawawa và phản ứng của Ủy ban Phụ nữ Liên Hợp Quốc vẫn đang được mọi người tranh luận gay gắt. Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Chắc là phải chờ một thời gian nữa mới có câu trả lời cuối cùng cho drama này các bạn ạ. Bạn thấy đấy, một bộ anime dính phốt thôi cũng tốn không ít giấy mực rồi. Tuy nhiên nếu nguyên một thể loại bị ăn vả thì nó sẽ thế nào nhỉ? Và đó sẽ là lúc các anh bạn ngang ngố của chúng ta đưa ra câu trả lời. Như các bạn đã biết, thể loại Isekai là một thể loại khá là phổ biến và có sức lan tỏa vô cùng lớn. Điểm đặc biệt của dòng anime này là các bạn được sống trong một thế giới khác thú vị hơn, kỳ diệu hơn xã hội công nghiệp hiện nay. Thậm chí dù bạn là ai, thành công hay thất bại thì khi hòa mình vào Isekai, chúng ta đều được sống một cuộc đời hoàn hảo mới, khám phá những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể của những loser, xóa bỏ hình ảnh yếu đuối tại hiện thực của bản thân. Đó chính là điều đặc biệt của Isekai và cũng là lý do khiến thể loại này cuốn hút tại Nhật đến vậy. Tuy nhiên, cũng từ đây, dòng chuyển sinh đã vô tình gieo rắc vào đầu người xem một viễn tưởng thế giới sau khi tỏi, đầy tốt đẹp. Về lâu về dài, đây có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của lớp trẻ. Khi bế tắc, thay vì tìm cách giải quyết thì họ sẽ lựa chọn Isekai làm giải pháp tối ưu nhất. Nhìn thấy được mối hiểm họa trước mắt, năm 2015, Nga đã cấm chiếu Konosuba và That Time I Got Reincarnated as a Slime. Hai tựa anime vốn được đón nhận rộng rãi ở thị trường quốc tế nhờ cốt truyện hài hước, tiêu đề gây cười và các thiết lập bối cảnh mới lạ. Theo đó, tòa án Nga đã đưa ra phán quyết cấm cửa bộ anime này với lý do gieo rắc ý tưởng rằng cái chết sẽ dẫn đến việc được đầu thai vào một cuộc sống viên mãn hơn. Phán quyết này cũng không hẳn là khó hiểu nếu xem xét một số thực trạng xã hội ở Nga. Trước tiên, tình trạng con cái thiếu sự quan tâm của cha mẹ đang ngày một tăng, đồng thời tỷ lệ tự tử ở đất nước này cũng nằm top 3 toàn cầu. Một tác phẩm lãng mạn hóa việc đầu thai sẽ có thể gây ra nhiều hệ lụy nếu được cấp phép ở thị trường này. Chưa kể là theo triết học Marx Lenin thì việc tìm cuộc sống lý tưởng sau cái chết là sự mù muội của tôn giáo. Con người chỉ có thể cố gắng không ngừng và phát triển khi gắn liền với hiện tại vật chất mà. Imome, đấy không phải giờ triết học. Thế thôi. Mặc dù nói cấm là vậy, tuy nhiên hội Weibo Nga vẫn có hàng trăm con đường để tiến đến la liếm bờ mông Aqua hay đôi chân Rimuru. Ngoài Isekai, trước đó thì một số anime thuộc thể loại khác, những cái tên vừa chính thức bị khai tử có thể kể đến như là Death Note, Tokyo Ghoul và Inuyasha, vân vân. Lý do được đưa ra là những bộ anime này có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ. Sổ tử với dạ quỷ mình còn có thể hiểu chứ sao cẩu huynh cũng trong danh sách này nhở? Hay là do bộ anime này tuyên truyền hành vi bạo lực với động vật nên mới bị cấm nhở? Và điều thú vị vẫn chưa dừng lại tại đó đâu nhá.
Thậm chí ngay cả huyền thoại Naruto cũng bị tòa án này chĩa súng vào đầu, mỗi tội chỉ không biết khi nào họ sẽ bóp cò thôi. Với sự biến mất của những cái tên nổi tiếng đến cực nổi tiếng như thế này, mình đoán chắc trong tương lai các web xem anime lậu ở Nga sẽ đắt khách lắm đấy. Mà cuối cùng Inuyasha với cả Naruto vì sao mà bị cấm ấy, ai có thể giải thích giúp mình được không? Please. Và đó là những lần anime dính phút vì lý do nhảm nhí, hoặc ít nhất là mình nghĩ là nhảm nhí. Nếu cảm thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn trong tương lai nhé. Một lần nữa, mình là người ẩn nấp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Xin chào, hãy chia sẻ shirt của bạn. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy.